những tỉnh nào sẽ sáp nhập trong thời gian tới. Việt Nam hiện đang có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau lần sáp nhập gần nhất vào năm 2008, khi tỉnh Hà Tây về với Hà Nội, thì đến nay chưa có tỉnh nào sáp nhập tiếp theo. Và mới đây tại Nghị quyết 77 năm 2023 do Chính phủ ban hành có nhắc tới nội dung tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính của quốc gia và của từng địa phương, v.v. Như vậy, thí điểm sáp nhập tỉnh là một chủ trương được Đảng và Chính phủ đưa ra. Tuy nhiên, hiện chưa rõ đơn vị hành chính cấp tỉnh nào sẽ thuộc diện thí điểm sáp nhập, nhưng có thể tiêu chí để sáp nhập tỉnh sẽ dựa vào diện tích và dân số. Căn cứ tiêu chuẩn này thì hiện tại top 10 tỉnh thành phố có diện tích tự nhiên nhỏ, không đạt chuẩn diện tích tự nhiên gồm có tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nẵng, Ninh Bình, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Thái Bình, Nam Định. Tương tự, tỉnh thành phố có dân số thấp nhất cả nước không đạt tiêu chuẩn gồm Bắc Cạn, Lai Châu, Cao Bằng, Kon Tum, Ninh Thuận, Điện Biên, Đắk Nông, Quảng Trị, Lào Cai, Hậu Giang và Lạng Sơn. Vậy theo bạn thì trong thời gian tới sẽ có những tỉnh nào vào diện sáp nhập?